Còn cách chơi game như nào thì Thiết Cuba cũng đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều lần rồi. Bây giờ mà mình còn hướng dẫn nữa, các bạn bảo mình là động vật nhai lại. Các bạn bảo mình là bò hay là ông Thiết bò. Ông nhai đi, nhai lại cái app. Ôi trời ơi. Thiết Cuba chào tất cả các anh em yêu quý nhá. Trong thời gian vừa qua ấy, thì rất là nhiều bạn kiếm rất là nhiều tiền với ứng dụng Clip Club. Các bạn đã biết rồi, đây là một ứng dụng các bạn là xem video này, các bạn chơi game kiếm tiền và rút tiền thành công 100%. Và hầu như nhá, hầu như là bạn nào ấy, sau khi xem xong video này của mình, các bạn đều đã rút được 10 đô, thậm chí là 20 đô đây. Bây giờ mình sẽ rút tiền cho bạn xem và hướng dẫn các bạn auto kiếm tiền nhá, auto. Đây này bạn này, bây giờ mình sẽ thực hiện rút là 30 đô nhỉ. 30 đô xác nhận này chưa? Đấy, mình rút tiếp 30 đô này, rút tiếp này, xác nhận này. Lịch sử này, lịch sử ngày mồng 2 tháng 11 nhá. Ngày mồng 2 tháng 11 mình rút 30 đô này, chắc chắn là sẽ về chưa? Ứng dụng này rất là uy tín. Những bạn nào mà chưa rút tiền với ứng dụng này ấy, thì link tải ứng dụng mình sẽ ghi ở phần mô tả và bình luận của video này. Các bạn đăng nhập vào, các bạn mở ra nhá. Phần tôi này ấy, nó sẽ có phần là thông báo này. Trong phần thông báo này nó sẽ có phần là clip, club tem này đấy. Các bạn nhận tất cả cho mình này. Chưa? Nhận 20 rương này chưa? Cái rương này để làm gì? Cái rương này để các bạn mở quà. Và cái trong những cái rương này có rất là nhiều tiền rồi chưa? Nhận 20 rương đấy, mình nhận rất là nhiều rương luôn. Hiện tại là mình còn 962 ô quà nữa này. 962 ô quà. Đấy, cái rương này đâu? Đây này, các bạn mở ra nhá. Mở ra này. Các bạn mở ra này. Đấy, nhiều bạn bảo là có rất là nhiều rương, có bạn có vài nghìn rương cơ. Ngày hôm trước ấy, mình quay video là mình có hơn 6.000 rương rồi. Vậy làm sao để các bạn auto mở rương? Được, bây giờ mình sẽ bật cái phần mềm của mình lên. Phần mềm là auto click các bạn. Đấy, auto click này. Sử dụng auto click cực kỳ đơn giản. Nó sẽ có hai phần là chế độ một mục tiêu và chế độ nhiều mục tiêu. Ở phần một mục tiêu này các bạn cài đặt cho mình nhá, thời gian là 2 giây chưa? 2 giây. Đấy. Còn nhiều mục tiêu này các bạn cài đặt cho mình là 2 giây và thời gian lớn hơn là 500 ms nhá. Đấy, các bạn cài đặt y nguyên này cho mình. Bây giờ mình sẽ bật chế độ một mục tiêu lên này chưa? Mình sẽ quay trở lại app Clip Club này. Các bạn là chuyển xuống phần mở lại nhé, cho mình bật cho mình đấy. Auto mở quà nhá. Mình không hề mình động chạm gì đến điện thoại cả chứ. Mình bình thường mình chỉ để điện thoại đây, hai tay là mình chơi game được hiểu. Hay là hai tay mình làm gì thì mình làm chưa? Đấy, mình quay tay cho khỏe tay. Thì một lúc sau mà mình hoạt động cái môn thể dục quay tay xong thì nó đã mở quà rất là nhiều rồi. Và khi mà các bạn mở được nhiều ô quà này không? Auto nhá. Các bạn tắt đi cho mình. Đấy, khi mà các bạn mở cảm thấy là mở nó ok rồi không? Các bạn sẽ kéo xuống dưới này. Nó sẽ có những cái phần này này. Đấy, nó sẽ có những cái phần ô quà này để các bạn mở tiếp theo không? Đấy, ví dụ mình sẽ mở cái phần này. Mở phần vàng đi. Đây, mở lại. Những cái dương quà ấy nó sẽ cho ra rất là nhiều những cái gói quà khác nhau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình auto. Nếu mà các bạn mở như này ấy, nó rất là lâu chưa? Nó rất là lâu luôn. Và rất là lâu, xong 107 lần chưa? Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình bật auto lên này. Mình sẽ bật auto lên, mình chọn chế độ là nhiều mục tiêu chưa? Đấy, các bạn chọn một cấu hình này. Sau đó bạn vào phần này chưa? Bạn click cho mình nhá. Mục tiêu đầu tiên các bạn ấn vào một cái bất kỳ nhá. Bất kỳ chưa? Đấy, ví dụ mình vào giữa đi. Đấy, các bạn chạy cho mình. Đấy. Các bạn tạm dừng cho mình. Thêm cho mình mục tiêu thứ hai dấu cộng này. Đấy, các bạn ấn vào confirm nhá. Đấy, confirm này. Đó, chạy này, chưa? Đấy, chạy này. Chưa? Xong lại tắt đi cho mình nhá. Tạm dừng này. Thêm cho mình mục tiêu số 3 vào nút like này các bạn. Đấy, like này các bạn. Chạy cho mình. Đấy. Chỉ như này thôi nhá. Cực kỳ đơn giản. Các bạn không hề phải động tay vào điện thoại nhá. Đấy, tiền cứ mở. Tiền nó cứ như mưa nhỉ. Tiền vào như nước mưa rào, tiền ra giọt giọt như cà phê phin vậy. Mưa rào, tiền cứ ra mưa rào. Và cái số vàng này tất nhiên là các bạn vẫn chuyển đổi được thành tiền rút về tài khoản PayPal nhá. Còn một số bạn thắc mắc của mình là úi dồi ôi, em không có tài khoản PayPal thì làm như nào? Úi dồi ôi, bây giờ các bạn tạo một tài khoản PayPal trong vòng 5 phút. 5 phút là tạo xong rồi, khổ quá. Và mình vẫn thu mua đô PayPal nhá. Mình mua một đô là 20k. Đấy các bạn, có đô các bạn bán cho mình ok chưa? Bán cho mình ok hết. Mình thu mua tất cả, mình trả bạn là thẻ cào này, thẻ Ghana này, hoặc là Momo này, hoặc là ATM này. Các bạn thích gì được lấy chưa? Chỉ cần các bạn kiếm được tiền về tài khoản PayPal, các bạn thích đổi ra cái loại tiền gì mình đổi cho bạn nhé, bởi vì nó đều là tiền hết, nó uy tín rồi. Đấy, các bạn auto chưa? Đấy, biết cách auto chưa?
Còn auto click các bạn lên CF Play các bạn tải được ngay chưa? Auto click chả có gì khăn cả. Bây giờ mình tạm dừng này. Mình sẽ quy đổi nhá. Mình sẽ quy đổi cái đồng vàng này cho bạn xem này. Hiện tại ấy, là mình có 1.883.000 vàng này. Đấy, mình sẽ quy đổi nhá. Mình quy đổi ra là 18 đô này, đổi tiền mặt này, quan sát này. Đổi này. Đổi cho mình này, hoàn tất này. Hoàn tất. Tiền mặt cộng 18.33 này, sau khi đổi là mình còn 34 nhá. Mình còn 34 đô nữa. Bây giờ mình rút tiền này, mình rút tiếp 30 đô cho bạn xem này. Đấy, 30 đô này, confirm này. Đấy, trong ngày hôm nay nhá, ngày mồng 2 tháng 2 ấy, thì mình rút tổng cộng là 90 đô nhá. 90 đô nó tương đương với gần 2 triệu Việt Nam đồng đấy. Còn cách kiếm dương như nào thì mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều lần rồi. Đây này, hiện tại là mình có 948 dương nữa này. Chỉ cần các bạn đi chơi game nhá, chơi game trước nhá, để trò chơi này. Ở phần trò chơi này ấy, có rất là nhiều game giải trí để các bạn kiếm dương quà. Còn cách chơi game như nào thì Thiết Cú Ba cũng đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều lần rồi. Bây giờ mà mình còn hướng dẫn nữa, các bạn bảo mình là động vật nhai nại. Các bạn bảo mình là bò hay ông Thiết Bò. Ông nhai đi, nhai lại cái app. Ôi dồi. Đấy, rất là nhiều chơi, tự chơi nhá. Tự chơi và tự trải nghiệm. Nếu mà có bất kỳ thắc mắc gì đừng quên nhá, comment xuống dưới video này. Thiết Cú Ba giải đáp tất cả những bình luận của bạn. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền đào núi và đất biển. Quyết chí ắt làm nên các bạn ạ. Đấy, ngoài ra các bạn là xem video cho mình. Các bạn chỉ cần là xem video thôi các bạn không? Đấy, các bạn thấy cái hình này chạy không? Đây này, cái hình đồng hồ bên dưới này chạy này. Đấy, cứ là nhận quà đến tọi đấy, nhận được quà nhá. Đấy, 1 ô quà, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô quà. Đấy, cứ xem hết hết video là nhận được quà chưa. Có rất là nhiều cách để các bạn kiếm điểm. Ứng dụng này thì không nói nhiều đây này, Clip Club. Cho các bạn xem ứng dụng này hiện tại là có hơn 10 triệu lượt tải xuống rồi nhá. Link tải ứng dụng thì mình sẽ ghi ở phần mô tả và bình luận của video này. Các bạn click vào các bạn tải ứng dụng về. Chúc các bạn kiếm nhiều tiền trên điện thoại.